chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Lee Min Ho, Park Shin Hee, Breakup không thể tái hợp trong drama mới Big Chef. Đã kể từ 6 năm, từ khi The Kia 2013, các fan trên toàn thế giới đã chờ đợi để cặp đôi vàng Min Shin để có thể tái hợp trong một lớp drama mới. Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra vào thời điểm này. Park Shin Hee và Lee Min Ho từng là một cặp đôi ngọt ngào của bộ phim Người Thừa Kế. Mặc dù trước đó Park Shin Hee và Lee Min Ho đã nổi tiếng với nhau ở nhiều bộ phim khác nhau, nhưng màn hợp tái hợp của cả hai vẫn khiến người hâm mộ thích thú. Không chỉ ở mặt công việc, ngoài đời thật, Park Shin Hee và Lee Min Ho vẫn giữ mối quan hệ tiền bối hậu bối vô cùng tốt đẹp. Cả hai thường xuyên ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Cùng hợp tác với Lee Min Ho trong dự án lần này là nữ diễn viên Kim Go Eun. Chúng ta hãy cùng ủng hộ Lee Min Ho và Kim Go Eun để dự án của họ thành công rực rỡ.